Xin chào. Cháu rời vào trong. Ôi giời, còn chưa đứt. Để anh cầm quay đơm em giải cho. Đang ở đây giải chiến tranh nha. Ông rạch chỗ này bìa lắm sao mà ông rạch được. Nhìn này. Tôi phải rạch cái chỗ đóng nhá, cái chỗ này là vết khớp thôi. Đây nha mọi người. Nói chung là được cái cây gậy rất là chắc chắn nè. Cao 2m, đèn thì bóng mình mua không bóng nhá, đâu là mình tự mua. Mình mua không có bóng, mình tự mua bóng riêng, bóng nhà mình có. Đây nha. Nói chung là với giá tiền thì mình thấy là cũng khá là ổn luôn. Ấy một tí nhưng mà khá ổn.